thập 10. Người phải sửa lại trang phục là tôi. Đo đi. Cởi áo ra. Phải cởi ra nữa à? Không cởi làm sao đo được? Chỉ là cởi áo thôi mà. Mình đã đoán đây là trang phục của hãng DI mà. Kiểu dáng đẹp thật đó. Đừng sợ mó nữa, lát nữa phải gửi trả rồi. Lát nữa. Không phải là buổi biểu diễn công bố bộ sưu tập mùa hè mà tập đoàn DI tổ chức. Trời ơi, người vừa rồi chỉ tầm 28-29 tuổi. Chẳng lẽ là người mẫu nổi tiếng Tư Mặc Trân? Cậu nghĩ nhiều rồi. Sao có thể chứ? Số đo của cả giới người mẫu đều ở chỗ này của tớ. Alo, Nhậm Hút, buổi chiều có rảnh không? Sao vậy? Có phải là muốn mời anh đi ăn không? Chỉ muốn nhờ anh một việc. Bữa cơm này em nhất định sẽ mời. Nghe giọng điệu này của em, chắc là không có chuyện gì tốt rồi. Hứa Mặc Trần. Hứa Mặc Trần. Alo, sao anh trở lại vậy? Em đang có việc muốn nhờ anh giúp đây. Có liên quan tới Ngôn Hạ đúng không? Đúng vậy. Anh không những đẹp trai mà còn thông minh nữa. Ngôn Hạ đâu? Đang ở trong đó. Cả bóng lưng cũng đẹp quá đi. Em muốn hỏi anh, người mẫu chính của tập đoàn DI Từ Mặc Trần đã có bạn gái chưa? Chưa có. Trong nhà anh ấy có những ai? Có một người cha bị bệnh, đang ở viện dưỡng lão. Cười ngốc cái gì đó? Nhặt được tiền hay nhận quà? Đều không phải. Vậy thì ngồi đó cười ngốc cái gì? Hứa Mặc Trần chưa có bạn gái. Theo mình thấy, Hứa Mặc Trần sẽ thích kiểu con gái thời thượng, hơn nữa phải thông minh. Loại con gái không thích trang điểm rồi thôi lết hết như mình, anh ta không có hứng đâu. Cậu không lừa mình chứ? Lừa cậu làm gì? Nghe cậu nói vậy, tình cảm mới nhú đã sức chết của mình lại có thêm chút hy vọng rồi. Cậu thích Hứa Mặc Trần thật à? Ngôn Hạ, cậu phải giúp mình với. Được, trong khả năng có thể của mình nhất định sẽ giúp cậu. Lát nữa Hứa Mặc Trần tới bệnh viện thì mình phải làm sao đây? Mình hiểu, mình sẽ tránh đi, nhường không gian lại cho hai người. Cô nàng nhiếp tư kỳ này lẽ nào nghĩ không thông đấy chứ? Không thể nào. Ngoại hình này của mình không đến nỗi khiến người ta muốn tự dẫn đâu nhỉ? Hơn nữa, một cô nàng lớn tuổi ngốc nghếch vô tâm như vậy, sao có thể hy sinh lớn như vậy? Vì mình được cơ chứ? Hứa Mặc Trần, không phải là gặp chuyện gì trên đường đi đấy chứ? Đúng rồi. Coi như là quan tâm bạn cùng phòng. Từ quan tâm này rất đúng nè. Dám cướp điện thoại của mình. Mình không tin cô ấy lại giỏi như vậy. Dám cướp điện thoại của mình. Alo, gì vậy? Sao muộn thế này mà em chưa về nhà? Sao hả? Hôm nay đột nhiên quan tâm em vậy? Em đừng hiểu lầm.
Tôi chỉ là quan tâm em một chút, với tư cách là bạn cùng phòng thôi. Em đang rất bận, đừng có làm phiền em. Vậy được rồi, em không sao là được rồi. Anh có ý gì vậy hả? Anh mong em xảy ra chuyện lắm mà. Em đừng có suốt ngày lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử có được không? Anh được đấy, Nhậm Hút. Thiếu Đoàn đó à? Ai là tiểu nhân? Người ta là con gái nhà lành đấy. Lỡ miệng thôi. Cái gì nhỉ? Đừng có về trễ quá đấy. Anh còn phải tính tiền với em nữa đó. Anh không nói đến chuyện này con đỡ. Alo. Alo. Bây giờ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bỏ được cái tội danh ăn cắp bản quyền. Vậy còn tội danh của tôi thì sao? Tội gì? Cô nhìn trộm. Nhìn trộm là thói quen rồi. Nếu muốn bỏ đi cũng không phải là không thể. Xin được rửa tay lắng nghe. Đầu tiên, anh phải thử tin tưởng người khác. Nếu anh có thể thường xuyên cười và còn tin tưởng người khác thì anh sẽ vô cùng hoàn mỹ hơn. Đây là chê tôi hay khen tôi vậy? Cái đó thì phải coi anh nghĩ thế nào. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh. Lúc đầu nếu không phải anh kêu tôi ký bản hợp đồng đó, tôi cũng sẽ không có cơ hội được tới tập đoàn DI thực tập. Chủ tịch Đinh, tôi sẽ tôn trọng quy tắc của cuộc thi. Tôi nhanh chóng làm thủ tục thôi việc ở công ty. Chủ tịch Đinh, tạm biệt. Ngôn Hạ, yên tâm đi, tôi sẽ không vì chút chấp ngã này mà từ bỏ ước mơ của mình đâu. Tôi sẽ luôn kiên trì với niềm tin của mình và sẽ luôn đấu tranh tới cùng. Cô sao vậy Ngôn Hạ? Tôi không sao. Tôi đã nói là cô phải nghỉ ngơi nhiều mà. Sao không biết lo bản thân vậy? Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Bác sĩ. Chủ tịch Đinh, anh về trước đi. Tôi phải nghỉ ngơi rồi. Bác sĩ, cô ấy rốt cuộc bị sao? Giám đốc Đinh, tôi phải nghỉ rồi. Đừng đợi nữa, Hứa Mặt Trần hôm nay chắc không tới đâu. Không phải cậu nói là anh ấy sẽ tới sao? Là do Đinh Văn Hiếu nhờ anh ta tới tìm mình. Em tin là anh đã nói kết quả cho Ngôn Hạ biết rồi. Vậy thì được, xin chủ tịch Đinh hãy để tâm trí tới công việc niêm yết cổ phiếu của tập đoàn. Còn việc cô ấy thôi việc, cứ giao cho tem xử lý. Cũng đã muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp ở công ty. Cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Không phải. Cậu là bạn trai à? Cậu cũng quá vô tâm rồi. Bạn gái cậu vì quá mệt nhọc nên đã ảnh hưởng tới chức năng gan. Còn nếu tiếp tục, có thể sẽ dẫn tới viêm gan. Không lẽ cũng là vì vấn đề này sao?
Anh biết em không thích Ngôn Hạ, nhưng em cũng không cần phải đề nghị thi đấu với cô ấy trong buổi họp cổ đông. Thì sẽ không ai nói được gì. Sao vậy? Anh sợ em sẽ thua sao? Đứng trên lập trường của công ty, ai thắng ai thua không quan trọng. Quan trọng nhất là việc niêm yết cổ phiếu của tập đoàn. Nếu như thiết kế của em kết hợp với thiết kế của Ngôn Hạ, anh tin là thành tích của hai quý sau sẽ không vấn đề. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu niêm yết cổ phiếu tập đoàn DI thì anh mới thực sự thuộc về em. Khi tôi ngước nhìn tòa nhà DI, tôi mới biết rằng bản thân mình bé nhỏ tới như vậy. Nếu sau này có một ngày bước lên được trên đỉnh cao, liệu tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình không? Thái Ngân, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Nếu có chỗ nào không đúng, xin cô hãy bỏ qua cho. Tôi biết giám đốc Mộc cũng không thích tôi, nên làm phiền cô giúp tôi nói với cô ấy lời cảm ơn. Thái Ngân, thông báo với bộ phận thiết kế 5 phút nữa họp. Dân, giám đốc Mộc. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, cảm ơn. Từ chối ý tốt của người khác là một hành động không lịch sự. Tuy rằng chúng ta không thể làm đồng nghiệp ở DI, nhưng cô đừng quên, tôi cũng là cổ đông của năm tháng nhạt nhòa. Lên xe đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Gần đây tôi có nghe nói nội bộ công ty cậu có tổ chức cuộc thi, mà thắng bại của cuộc thi là lựa chọn đối diện nhà thiết kế. Dân Hiếu, chuyện này chẳng phải quá vô lý sao? Với tình hình trước mắt của DI, cơ hội được độc lập niêm yết cổ phiếu là vô cùng nhỏ. Nếu thực sự muốn niêm yết, chỉ cần sát nhập trở thành công ty con của một công ty khác. Đó không phải điều tôi muốn. Vậy sao cậu còn đồng ý tổ chức cuộc thi? Cuộc thi đó không hề làm thay đổi tình trạng của công ty, nó chỉ là thay đổi phương thức làm việc của bộ phận thiết kế. Sao tôi càng nghe thấy càng mơ hồ? Cậu không hiểu cũng không sao, nhưng cậu yên tâm, trước nay tôi đều không làm việc mà mình không nắm chắc. Alo, Hà Bội. Giám đốc Mộc, đây là bản thiết kế chúng tôi chọn ra cho quý này. Cô xác định những bản thảo này đều được lựa chọn kỹ? Có một số là do chủ tịch Đinh chọn. Nếu cô vẫn còn chỗ nào không vừa ý, không cần, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Vâng. Quý này chúng ta sẽ quyết định trang phục nam trước, cũng chính là thiết kế mà cuộc thi lần này cần. Tôi hy vọng trễ nhất là ngày mốt có thể thấy. Còn về trang phục nữ, ngày mai tôi sẽ gửi cho mọi người. Có vấn đề gì nữa không? Nếu không có thì tan họp. Dội tìm tôi, có phải là phát hiện manh mối gì không?
không có manh mối gì. Nhưng hình như tôi bị lộ rồi. Sợ là tiếp tục theo sẽ làm mất dấu vết. Hay là chúng ta tạm thời quản lại đi. Được, tạm thời quản lại. Đợi thông báo của tôi. Được. Nếu người sao chép không phải Mặt Trần thì tại sao Hà Bì lại bị theo dõi? Cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ. Kết quả này chính là một bắt đầu mới. Nói hay lắm. Nhưng nói tới chuyện này, tôi phải phê bình anh. Phê bình tôi? Tôi làm sao? Chẳng lẽ cô vẫn trách tội tôi vì không làm người mẫu cho cô? Anh thấy tôi nhỏ mọn như vậy sao? Cô rộng lượng như vậy trách tôi chuyện gì đây? Trách anh lúc đầu đáng lẽ không nên tìm tôi sửa trang phục. Nếu không thì tôi không vào đi ai. Nói như vậy thì đúng là lỗi của tôi. Hứa Mặt Trần, thực ra tôi cảm thấy có chút không hiểu. Tại sao một người mẫu nổi tiếng như cậu lại tìm đến một cửa tiệm không bắt mắt trong hẻm như tôi vậy? Cái này phải cảm ơn cô bạn thân Nhiếp Tư Kỳ của cô. Nếu không phải cô ấy đăng lên mạng thông tin về tiệm của cô, tôi cũng sẽ không tìm được đâu. Tôi quên mất cô ấy. À đúng rồi, Nhiếp Tư Kỳ thích anh lắm đấy. Hôm ở bệnh viện biết anh sẽ tới nên cô ấy đợi cả một buổi. Nhưng tôi không thích cô ấy. Hứa Mặt Trần, trong mắt mọi người anh là một chàng trai ấm áp. Có thể đừng nói mấy câu làm tổn thương người ta không? Trong chuyện tình cảm không thể uyển chuyển được, bắt buộc phải thẳng thắn. Nhìn không ra nha, anh cũng nhẫn tâm vậy. Đừng nói là học theo chủ tịch Đinh đấy. Anh ta không phải là đối tượng để tôi học tập. Tôi và anh ta không giống nhau. Đúng đó, đừng có học theo. Đầu óc cái người đó, hôm nay chúng ta đừng nhắc tới. Tối nay chúng ta uống một trận thoải mái đi. Nào, cạn ly. Cạn ly. Anh cạn, tôi sao cũng được. Linh Sang, trễ vậy rồi em có chuyện gì? Em là vị hôn thê của anh. Cho dù tìm anh trễ như vậy cũng cần phải có lý do sao? Sao nghe giọng điệu của em như đang tức giận vậy? Em có thể không tức giận sao? Ngôn Hà đã nghĩ gì? Tại sao anh vẫn chọn thiết kế của cô ta cho sản phẩm mới quý sao? Anh dùng thiết kế của Ngôn Hà là hy vọng thiết kế của hai người hòa hợp với nhau, chứ không phải là dùng toàn bộ. Cuộc thi đã chứng minh được thực lực của em. Em không cần phải nhờ đến thiết kế của người đã thua em để hoàn thành bộ sưu tập cho quý sao? Anh biết em không thích Ngôn Hạ, nhưng em cũng không thể phủ nhận những thiết kế của cô ấy chứ. Em đừng phủ nhận vội. Khi anh mặc trang phục của cô ấy và bước đi trên sàn catwalk, anh đã để ý tới biểu cảm của em. Nếu em đứng trên lập trường của anh, em sẽ không nghĩ như vậy đâu. Vậy anh có đứng trên lập trường của em mà nghĩ chưa? Vì việc niêm yết cổ phần mà anh che giấu tình cảm của chúng ta, lại là coi trọng một người ngoài hơn em. Anh chỉ muốn hoàn thành lời hứa của anh với ba mà thôi. Vậy em sẽ giúp anh. Còn nữa, anh cũng đừng quên lời hứa của anh với em. Cố chịu thêm chút nữa. Đợi một chút, cô uống nhiều như vậy sao có thể không khó chịu chứ? Tới rồi, cảm ơn anh nha. Khách sáo gì chứ? Sau này có chuyện gì buồn phiền có thể tìm tôi mà. Bye bye. Bye bye. Đợi tất cả xong xuôi rồi, tôi sẽ trả hết số còn lại. Không thành vấn đề. Theo sát người trên tài liệu đó cho tôi. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về hai người họ.
Trời đất ơi, con bé này sao vậy? Trời, uống nhiều rượu vậy con? Như vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Mẹ, con không mệt mà là đau lòng. Sao vậy? Đang yên đang lành, bảo bối à? Con không có cách nào khiến cả thế giới nhìn thấy tài nghệ mà ba để lại được. Con đã hứa với ba, nhưng con lại không làm được. Con bé ngốc này. Con bé ngốc. Đừng khóc. Ai bảo con gánh trách nhiệm nặng nề như vậy chứ? Mẹ, cố gắng hết sức là được, đừng quá miễn cưỡng. Có phải con rất vô dụng không? Con là trụ cột của gia đình mình. Nhưng mà con không trụ được nữa rồi. Con nhớ ba. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ nói, em trai con mà được bằng nửa con thôi thì con đã không phải khổ thế này. Nhất định phải nghĩ cách để thiết kế của Yên Sang và Ngôn Hạ cùng có trong bộ sưu tập quý sao? Chủ tịch Đinh, tài liệu anh cần đây. Nếu có ai hỏi thì nói tôi đi họp rồi. Vâng, chủ tịch. Nếu biết uống rượu sẽ đau đầu như thế này thì tối qua mình đã không uống nhiều như vậy. Ngôn Hạ, con về rồi à? May quá, cô đang có một bộ đồ, muốn nhờ con sửa giúp. Con xem, cô mua cái váy này nhưng mà lại bị ngắn quá. Cô muốn cho nó dài hơn nhưng lại sợ không được đẹp. Con xem có thể sửa giúp cô không? Cái váy này có thể thêm một ít trang trí ở phần eo, điểm xuyến thêm cho phần eo. Chất liệu có thể hơi khác nhưng sẽ đẹp hơn. Được đấy, quả không hổ là nhà thiết kế của DI. Vậy cô giao bộ này cho con nhé. Hai ngày sau cô tới lấy. Dạ được, cô yên tâm. Được. Nhà thiết kế của DI, đó là chuyện của quá khứ rồi. Xin chào quý khách. Chủ tịch Đinh, nhanh như vậy đã đi làm lại rồi. Ba, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Con sẽ nhanh chóng lấy lại những gì mà ba đã mất. Con nhất định sẽ giúp ba lấy lại. Lúc nghỉ việc, có phải cô đã quên tạm biệt tôi không? Chủ tịch Đinh, không đúng. Giờ tôi đã không còn là nhân viên của DI nữa. Phải gọi anh là anh Đinh mới đúng. Anh Đinh, anh có thể đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi không? Không thể. Anh có thôi đi không? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không truy cứu tội sao chép của tôi sao? Bây giờ tôi tự do rồi, không còn chút liên quan nào tới anh hay DI nữa. Đúng vậy, cô đúng là đã không còn liên quan. Tội của cô đã được làm sáng tỏ, nhưng không có nghĩa là cô đã tự do. Sao hả? Muốn bắt cóc tôi sao? Bắt cóc là phạm pháp. Tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Rốt cuộc anh có ý gì chứ? Thi đấu thua thì đúng là phải rời khỏi DI.
Nhưng không có nghĩa là cô không còn liên quan tới DI. Chẳng qua chỉ là đổi địa điểm làm việc thôi. Đừng quên cô đã ký hợp đồng gì. Hợp đồng không công bằng. Nếu vượt qua thời gian thực tập và trở thành nhân viên chính thức DI, hợp đồng sẽ có hiệu lực trong 5 năm, bắt buộc phải làm việc cho DI, không được chuyển nhượng tất cả các thiết kế. Nếu không, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ý anh là tôi đã hoàn thành thực tập và trở thành nhà thiết kế chính thức của DI sao? Vì thế mong cô hãy thực hiện đúng theo hợp đồng, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin lỗi, tại tôi vui quá. Tôi chấp nhận. Đúng rồi, còn nữa, trong ngày hôm nay cô nhất định phải hoàn thành tất cả những thiết kế mà cô còn thiếu. Không vấn đề. Chủ tịch Đinh, việc này có phải là có chút khó không? Nếu trong hôm nay có thể hoàn thành thì tiền lương 50.000 tệ. Phải nợ trước 20 giờ, quá giờ không được tính. Không thành vấn đề. Vì 50.000 tệ tôi sẽ liều. Thái Ngân, 10 phút nữa thông báo cho phòng thiết kế họp. Dân. Anh Hứa, nhanh vậy đã vào trạng thái chiến đấu rồi à? Phòng thiết kế dễ hẹn giao bản thảo. Em không muốn gì em mà DI không niêm yết. Nếu em làm như vậy vì DI thì anh cũng rất vui. Nhưng trên thực tế, em lao đầu về làm việc như vậy là vì sợ mất đi Giang Hiếu, đúng không? Em không muốn thảo luận vấn đề này. Em đi họp đây. Linh Sang, em càng hy sinh nhiều vì anh ta thì sau này tổn thương sẽ càng lớn. Ngôn Hạ này đúng là một người ham tiền. Tuy rằng đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng vì để trả món nợ 50.000 tệ cho Hứa Mặt Trần, mình phải cố gắng thôi. Châu Cần, tới phòng làm việc của tôi. Trang phục nam vẫn thiếu yếu tố thời trang, có thể bổ sung thêm. Còn về trang phục nữ, trên tay mọi người bây giờ là bản sơ bộ của tôi. Tôi mong mọi người có thể hoàn thành bản thảo thiết kế đó trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đó. Tiến triển của phòng thiết kế thế nào rồi? Giám đốc Mộc đang họp, tôi nghĩ sẽ có kết quả sớm thôi. Nếu Linh Sang nộp bản thảo sớm thì bản thảo thiết kế của Ngôn Hà chẳng phải coi như bỏ phí sao? Như vậy sản phẩm mới sẽ đối mặt với tình trạng giống như trước. Mình phải hành động mới được, để kịp trước thời gian nộp bản thảo. Chủ tịch, tôi biết rồi. Cậu đi chuẩn bị cho tôi giấy và bút vẽ, tối nay gửi tới nhà tôi. Dân, chủ tịch. Còn nữa, cậu tới phòng kế toán rút cho tôi 50.000 tệ tiền mặt. Dân, tôi sẽ đi làm ngay. Ngôn Hạ, đừng làm tôi thất vọng. Còn 10 tấm nữa. Bây giờ vẫn còn 7 tiếng nữa. Cố gắng một chút, chắc sẽ kịp. Thank you.
mà. Sao vậy? Anh sợ phòng thiết kế không kịp cho bản thảo thiết kế, hay đơn thuần là quan tâm em thôi? Trước giờ anh vẫn luôn rất tin tưởng năng lực của em, chưa từng hoài nghi. Vậy là anh tới quan tâm em rồi. Em vì anh mà bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể đổi lấy một chút quan tâm từ anh sao? Đôi lúc em không hiểu được, trong lòng anh rốt cuộc thì ai quan trọng hay em quan trọng? Trong lòng anh, em và đi ai đều như nhau. Linh Sang, về chuyện công bố sản phẩm của quý mới, anh có một vài ý kiến. Sáng mai đi làm, anh đưa em tham khảo. Từ khi nào mà anh lại có hứng thú với thiết kế vậy? Chỉ cần có liên quan tới việc niêm yết, anh đều có hứng thú. Được, nhưng mà phải có khái niệm về thiết kế và không quá khác biệt với em. XL đã bán hết rồi. Mẫu này mặc lên phải ôm một chút sẽ đẹp hơn. Thường thì tôi sẽ đề nghị mua nhỏ hơn một size, với chiều cao và cân nặng của bạn thì mặc size L sẽ vừa hơn. Tôi cũng cảm thấy ôm một chút sẽ đẹp. Lấy size L đi. Bây giờ tôi sẽ đặt hàng. Được, tôi nhận thông tin. Nếu hiệu quả tốt hãy đánh giá 5 sao. Cảm ơn. Bán mạng vậy? Sao anh đi mà không tiếng động vậy? Tự nhiên giả ma dọa người. Anh đẹp trai như vậy sao có thể là ma? Em chẳng thấy anh đẹp trai gì cả. Đẹp trai đâu chỉ là ngoại hình, phải xem khí chất toát ra từ xương cốt. Em đó, đừng có học theo ngôn hạ. Em muốn cảm thấy con phố ở đây đều nghĩ em là người đàn bà chanh chua sao? Còn anh đừng có mà học theo định nhân hiếu, nhìn trộm em làm việc. Đúng là biến thái. Anh biến thái chỗ nào? So với người ta anh tốt hơn nhiều. Em đó không có nghĩa khí. Người ta đã đủ ngôn hạ rồi, em còn giúp làm gì? Em không nghĩa khí gì hả? Lợi nhuận cao như vậy, em lấy tiền của Đinh Văn Hiếu bỏ vào trong túi mình, chẳng phải cái trả thù tốt nhất sao? Có thể nói việc sáng mắt lên vì tiền thành ra lớn lao như vậy. Từ trước tới nay chắc chỉ có Nhiếp Tư Kỳ thôi. Mau tránh ra đi. Tránh ra, em phải làm việc. Ai vậy trời? Giờ này còn gọi điện thoại, biết chọn thời gian ghê. Alo, chủ tịch Đinh, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giao bản thảo trước 20 giờ. Tôi đương nhiên tin cô rồi, bởi vì 50.000 tệ mà. Lát nữa tôi sẽ tới năm tháng nhạt nhòa để lấy, không thành vấn đề. Nhưng anh đừng quên 50.000 tệ nhé. Yên tâm, tôi không quên. Được rồi, tôi còn đang bận. Bye bye. Cô nàng này nhất định là vì tiền lương vẫn chưa kịp ăn tối. Chủ tịch Đinh, xin tới rồi. Tôi sắp xong rồi, chỉ còn tấm cuối cùng. Chủ tịch Đinh, bản thiết kế tôi tranh thủ từng giây từng phút vẽ ra, tại sao anh không quý trọng vậy? Cái này coi như lỗi của tôi. Cô hoàn thành rồi. Thật sao? Phần thưởng. Yên tâm đi, không thiếu đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là ăn cơm đi. Sao anh biết là tôi chưa ăn? Nó nói cho tôi biết. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ vậy? Chị con còn chưa về, mẹ không yên tâm.
Con nói xem, nó đã không làm việc ở công ty rồi, sao mà vẫn không về nhà sớm được vậy? Chắc là công việc ở năm tháng nhạt nhòa nhiều. Mẹ, đừng lo lắng, giờ con qua tiệm giúp chị xem thế nào. Chủ tịch, anh đặc biệt tới đây để đưa đồ ăn đêm cho tôi đó à? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi với bạn ăn còn thừa gói về. Gói mang về. Đúng vậy. Tôi thấy cũng mới lắm mà, đâu có giống. Được rồi, đó không phải là trọng điểm. Cô nói tôi nghe thử ý tưởng thiết kế lần này. Ý tưởng thiết kế của tôi là thế này. Tôi chủ yếu dựa vào nhan sắc các ngôi sao nữ để tham khảo thiết kế. Về tổng quát tương đối giản lược, màu sắc cũng khá trầm. Tuy nhiên bố cục sẽ phức tạp hơn. Tôi sẽ thêm một chút hoa văn ở phần cánh tay và ở phần đùi. Người đó là ai nhỉ? Chụp trộm mình làm gì? Lại là chiếc xe hiệu này. Chị mình có người tăng ca cùng, bảo sao không vội về nhà. Anh xem đi. Hiệu suất nhanh ghê, chọn góc đẹp lắm. Anh hài lòng là được rồi. Đừng có vội buông lỏng. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Tên luật sư theo dõi anh đã không còn thấy hành động gì nữa. Còn cô Ngôn Hạ kia thì đang dốc sức vẽ cái gì đó. Hơn nữa Đinh Văn Hiếu rất xem trọng cô ta. Nếu không phải lần này suýt nữa bị phát hiện thì tôi đã có thể lấy được tin tức quan trọng hơn. Ngôn Hạ vẫn đang vẽ thiết kế. Chẳng lẽ Đinh Văn Hiếu định hoạt động bí mật hay sao? Việc vẽ tranh này quả thực mình không thể làm được. Tôi khát quá. Cậu ngồi đó chút đi, tôi lấy cho. Gần đây hình như có người theo dõi tôi. Cậu nói xem ai mà nhàm chán vậy, rảnh rỗi quá. Cậu làm nhiều chuyện xấu à? Tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ? Đúng rồi, công ty không phải đang dục nộp bản thảo sao? Ngôn Hạ đang nghỉ làm, thiết kế cho Quý Sao phải làm sao? Tôi đã bàn bạc xong với Linh Sang rồi. Cậu còn chuyện gì không? Nếu không còn, hôm nay cậu về trước đi. Tôi có hơi buồn ngủ, muốn đi nghỉ sớm. Tôi còn chưa ngồi nóng chỗ, cậu đuổi khách rồi. Hôm khác tôi nhất định sẽ tiếp cậu. Được rồi, hôm khác vậy. Đi đóng cửa lại nha. Với khả năng của Linh Sơn, chắc chắn sẽ không nhận ra là của Ngôn Hạ đâu. Biện pháp đầu cơ trục lợi này xem ra không được.
Nếu như mình đoán không nhầm, Đinh Văn Hiếu, không ngờ cậu vẫn có cách khiến Ngôn Hạ dù đã rời khỏi vẫn giúp cậu vẽ bản thiết kế. Nếu như để Linh Sao biết được chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào đây? Chỉ có thể tự mình học vẽ theo thôi.